Sáng nay gặp anh này đèo con đi trên đường, nhìn cảnh này tôi lại nhớ đến khoảnh khắc của tôi, từng đã như vậy. Nhìn thằng bé ngủ gật sau lưng anh, đường đông lại đang tắt, tôi sợ chẳng may bé ngã. Vậy nên tôi đã phi xe lên gợi ý anh để bé ngồi lên phía trước chiếc xe và ôm eo anh. Anh nói với tôi, cháu đang ốm anh đưa lên viện. Tôi và anh giống nhau, tôi cũng ốm phải đi viện khám còn anh đưa con đi viện và chúng tôi đều đang mạnh mẽ từng ngày. Tôi hỏi người thân đâu sao anh lại đi một mình thế này. Anh không nói gì, ánh mắt đỏ qua rồi lấy tay lau nước mắt và xin phép tôi đi tiếp. Tôi ngỏ ý muốn đi cùng để giữ đứa bé giúp anh từ chối. Vì sợ sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra, cả đoạn đường tôi cứ đi theo anh. Mong bé khỏi anh vui và hy vọng bố con anh sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Ông bố một tay lái xe, một tay giữ đèo con đi viện. Đây là câu chuyện do một diễn đàn đăng tải. Ông bố một tay lái xe, tay còn lại giữ sau lưng cậu con trai nhỏ đang bị ốm ngồi phía sau. Nhìn hình ảnh hai bố con di chuyển khó khăn và nguy hiểm, ai cũng xót xa, lo lắng. Người đi đường chứng kiến cảnh đó đã hỏi han trò chuyện. Họ thậm chí còn muốn được cùng ông bố đưa bé đi viện với nhau. Sau đó, người đàn ông đã đi theo vì sợ bé bị ngã hay có chuyện không may gì đó. Cuộc sống, đôi khi chỉ cần một sự hỏi han, thấu hiểu như vậy cũng đủ để người ta phải suýt xoa, cảm thấy ấm lòng. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận sau khi đọc xong bài viết. Nhiều người cho rằng, đôi khi vì hoàn cảnh mà người ta phải mạo hiểm. Tuy nhiên việc đứa bé đang ốm mà để ngồi sau xe máy cũng thật nguy hiểm.